À, thằng này công nhận làm tốt thiệt nha. Giường trước giường sau gì cũng đâu rồi đó. Mấy tháng nha mày mà rành rỗi công việc hết trơn hết trọi rồi. Mà cũng chính vì vậy mới lo nè. Nó nói vài ngày nữa là nó về quê nó làm đám cưới. Mà giờ công chuyện đang đang đê đê ở đây nó đi ai lo. Mình ra nắm tay chỉ việc rồi cho nó làm chơi vui chứ. Sức đâu làm hết cái giường trước giường sau cho chết luôn. Bây giờ nhờ người làm thời vụ thì không tin. Vô nó phá banh cái giường rồi chết luôn. À có cách rồi. Tư ơi. Dạ. Nghe ông nói này con. Dạ dạ. Làm việc giường sau hả? Dạ. Sao xong chưa? Dạ cũng mới vừa xong không? Ừ. Dạ. Ba cái gốc cây giao thương lái hết chưa? Ừ, con giao sáng nay rồi. Ủa giao sáng nay rồi dạ. Hả? Ờ, giao hết rồi phải không? Xong hết rồi, xong hết rồi. Vậy tốt. Yên tâm, yên tâm. Uống miếng nước đi. Dạ. Trời cũng nóng quá ha. Dạ, cảm ơn ông. Con. Dạ. Rồi mấy cái cây mà ông biểu con cắt cành dâm nhánh đó, con làm xong chưa? Dạ, xong rồi, con làm xong hết rồi. Nhớ chăm sóc cho kỹ nha, cái trời nắng này nó dễ héo lắm nha. Dạ. Ông yên tâm đi, mấy vụ này con có kinh nghiệm lắm nên à. Nên đừng có lo. Con làm cái nào là ra cái đó ngoài. Dạ con mời ông. Dạ tốt. Ừ. Nhưng mà ông nhớ mày mày hình như là bay nói là mấy bữa nữa gì bay về quê đám cưới tuần lễ phải không? Dạ, cái đó nhớ đúng chứ phải mày mày đâu ông. Dạ ha. Dạ. Thôi chúc mừng ha. Dạ cảm ơn ông, không có gì. Ông bữa đó nhớ đến sớm nha. Rồi. Dạ. Nhưng mà ông nói con nghe nè. Cái này là kinh nghiệm của bản thân. Ông chỉ dạy lại cho con. Dạ. Mình lập gia đình rồi á là mình phải là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nghe chưa? Dạ, dạ con cảm ơn ông chị bảo con. Đó, mà muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình là trước tiên phải là người đàn ông có trách nhiệm với công việc. Dạ, ông yên tâm đi, trước giờ con làm gì cũng có trách nhiệm hết mà. Ủa mà con chưa hiểu lắm sao tự nhiên ông nói cái đó với con vậy? Mày cái mặt mày thấy sáng sủa mà không thông minh vậy? Ý ông nói con là trước khi con đi về quê con đám cưới á. Dạ dạ. Là cái công chuyện mà con về quê một tuần lễ á. Dạ. Là con phải mần hết cho ông để ông có ông giao cho thương lái, hiểu chưa? Nó đơn giản vậy thôi. Ông vừa nói cái gì mà con không muốn hiểu lắm luôn á. Trời ơi. Là sao ông có thể nói rõ ràng hơn không? Trời ơi, có gì đâu không rõ ràng. Thì cái công chuyện mà một tuần lễ con đi về quê con không làm cho ông đó. Dạ. Thì bây giờ con làm hết đi rồi con về cho nó thoải mái, hiểu không? Vậy đó. Ủa ông ơi. Ừ? Ông có nhầm lẫn gì không ông? Đâu có nhầm lẫn trời ơi. Công việc của cái tuần mà con nghỉ. Ừ. Con phải làm trong vài ngày tới. Đúng rồi. Trời không ơi, công việc của 7 ngày làm sao mà làm trong 1-2 ngày được ông? Cái đó là chuyện của con. Chứ bây giờ mày về quê mày đám cưới mày hạnh phúc mày sung sướng thì mày đẩy qua cái khổ qua cho tao à. Rồi thương lái đó tao nó lấy cây rồi kiển rồi sao có cho ông giao. Ông sao ông nói vậy? Con cũng tội con, tại con cũng xin ông trước rồi mà. Thì ông cũng xin con mà tội nghiệp ông nghe. Cứ quyết định như đi làm hết xong công chuyện đi. Rồi bay muốn đi đâu tuần lễ mày đi hả? Còn nếu muốn đi 1 tháng thì làm công chuyện 1 tháng cho xong đi vậy nghe. Ủa ông? Ủa gì kỳ vậy? Mình xin nghỉ phép rồi mà. Trời ơi, chết tôi luôn. Thiệt tình luôn. Ngày mốt đám cưới rồi, giờ này còn ở đây tưới cây. Chả hiểu sao xin nghỉ rồi giờ chót đổi ý. Ông chủ này thiệt luôn. Xém xíu tưới tắm luôn rồi. Trời ơi, làm gì vậy? Mà đàn ông đàn an gì mà hù cái hết hồn vậy? Làm gì đứng có mình nói lìm bẹp. Nghe đồn sắp mận đám cưới phải không? Dạ. Sắp mận cưới người ta vui vẻ lên sao cái mặt tù ủ vậy? Vui gì được. Nào, ngày nào? Dạ ngày mốt. Ngày mốt mận cưới. Ngày mốt đám cưới mà giờ này con phải ở đây lo cái đám này nè. Đó, cái đám cây này nè. Ngày mốt mận cưới sao chưa về quê? Hả? Về gì được đâu Tam. Sao? Con xin về rồi. Tự nhiên cái giờ chót cái ông chủ không biết làm sao, nghĩ làm sao đó. Cứ bắt con lại phải làm cho hết công việc của cái tuần lễ mà con xin về. Đáng lẽ bây giờ con đang ở dưới quê con chuẩn bị đám cưới nè. Trời đất ơi. Sao mà quá đáng quá vậy? Ngày mốt đám cưới mà giờ còn phải mần công chuyện. Dạ. Mần luôn một chuyện một tuần lễ. Tại ông chủ nói bây giờ cái tuần lễ đó nghỉ không ai làm hết, rồi để đó ai làm thì con phải làm hết thì con được về. Mà trong khi đám cưới con còn bao nhiêu việc phải lo. Rồi nghĩ sao mà con bắt con làm hết công việc một tuần lễ trong vài ngày sao làm kịp. Quá đáng quá đấy. Cái chuyện này là không chấp nhận được rồi. Tao không thấy quá đáng đúng không? Quá đáng. Bây giờ 1-2 ngày làm sao làm hết công chuyện của một tuần lễ. Đúng không? Thì đó bây giờ không biết kịp không nữa nè. Bây giờ Tám sẽ giúp con. Tám giúp con? Thôi giỡn hoài Tám ơi. Tám làm có cách gì giúp?
Không, tất nhiên là Tám không thể nào mà dùng bàn tay, bàn chân và sức lực để giúp con. Dạ. Tám dùng cái này. Yên tâm. Sao Tám? Được chưa? Thiệt hả Tám? Ừ. Cảm ơn Tám. Trời. Thằng này đúng là ba đầu sáu tay ta. Ôi sai gì nó cũng mần hết luôn ha. Ngon nha. Ừ. Ý, không được. Trời đất ơi. Mày đâu có qua mắt được ông con. Cái này là xong mày rồi. Khỏi cứ khỏi hỏi luôn rồi. Tư. Dạ. Ra biểu. Gì vậy ông? Con đang làm gì ông đó mà. Nè. Ông nói mày ba cái vụ mà chặt nhánh dâm cành là phải cẩn thận chứ để nó chết. Dạ. Mà mày dâm kiểu gì sao sống nổi. La heo hết trơn. Thì thời gian gấp gáp thì làm theo gấp gáp thôi ông. Trời. Là sao? Thì ông cho con 7 ngày làm trong 2 ngày thì đây là kết quả của 7 ngày trong 2 ngày. Trời, mày nói ngon lành nha. Ông nói mày làm xong cái công chuyện mày mới về mày đám cưới. Bây giờ mày làm vậy là đâu có xong đâu. Thì con làm cho xong đó. Vậy tao khỏi đám cưới luôn đi. Khỏi đám cưới luôn. Hả? À, cũng được. Dạ ông. Ừ. Vậy thôi cho con khỏi làm nữa luôn đi. Ừ, thì mày nói vậy dễ giải quyết. À. Mày nói ra thôi là thấy con người nó có trách nhiệm với công việc rồi. Mày làm không xong cái ông bắt lỗi mày cái mày đừng nghỉ ngang vậy là sao? Thôi con cảm thấy con làm không được nữa thôi con về con nghỉ chứ sao nữa. Mày nói vậy sao được? Làm ăn người ta lãnh lương chứ phải làm ăn chơi đâu. Nhưng mà cái chuyện con về con đám cưới, cưới hỏi rất là quan trọng cả cuộc đời con mà ông làm khó con vậy, trong khi con xin ông trước rồi. Cứ hỏi nó quan trọng với cuộc đời của mày. Dạ. Còn cây cối thì nó cũng quan trọng với cuộc đời của tao. Không. Nói gì sao được? Thôi bây giờ không cho con về lấy vợ thì con nghỉ luôn, con nghỉ. Con không vợ không việc làm vậy thôi. Đúng là người không có trách nhiệm. Con làm hư gì ông nói cái con ấy, ông thất vọng gì con quá. Ông thất vọng gì nó? Ông nghĩ nó không thất vọng gì ông? Là sao Tám? Ông coi, ngày mốt nó đám cưới. Hả? Mà giờ ông còn hành hạ nó làm việc như vậy. Ủa cái này đâu có hành hạ. Cái này là cái công việc của nó. Thì nó làm cho xong nó mới đám cưới. Chứ còn nó không làm xong rồi thương lái ta tới ta lấy cây rồi lấy gì tôi dân. Đây nè. Ngày xưa hả? Ông chuẩn bị cưới vợ tôi có chứng kiến mà. Hả? Ông lo lắng đến phờ mặt, phờ mài, phờ râu, phờ tóc cả tháng trời. Chuẩn bị còn xong không tươm tất. Mà bây giờ con người ta ngày cưới sắp tới nơi rồi mà ông bắt nó làm công chuyện biết bao nhiêu công chuyện vậy. Ngày đó ngày đám cưới của tôi mà bà để ý kỹ quá. Bộ hồi đó có tình ý hả? Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. À... quá khứ rồi. Còn bây giờ người ta nói chuyện hiện tại nè. Bây giờ nó nói chung á, nó lo cái đám cưới nó. Ừ. Thì tôi cũng phải lo cái giường tược của tôi chứ nó đi bây giờ ai làm. Ủa ông mướn người khác trong thời gian nó đi không được sao? Cũng tính mướn rồi. Nhưng mà ba cái người mà làm thời vụ ta vô ta phá hư hết cây cối thì sao? Ủa cái đó ông phải chọn người ông mướn. Không lẽ nó làm cho ông trong thời gian dài vậy mà đến cái ngày nó cần cái chuyện cho gia đình, cho hạnh phúc của nó mà ông thông cảm, ông chúc phúc cho nó, ông còn gây khó dễ với nó. Tôi nói ông nghe nè, có một người làm như vậy á, giỏi giang, hiền lành, không biết giữ. Ông còn hành hạ nó bằng cái suy nghĩ là ích kỷ của ông, không thông cảm cho người khác. Rồi mai mốt á, mất đứa làm này rồi tiếc ha. Còn nữa, tiếc lành đồn xa. Chưa hết hả? Rồi bao nhiêu người á, không có dám tới đây làm cho ông đâu. Lúc đó còng lưng làm mình đi ha. Rồi chị nói tôi hiểu rồi, tôi thấy tôi xấu hổ rồi. Nhưng mà còn con nữa. Dạ, con sao không? Ví dụ cây này tính sao đây? À, cái cây này không phải nó hư đâu ông. Ông biết con người có kinh nghiệm mà. Mấy cái lá này á, nó phải để rụng hết. Thì cái mầm non mới nở lên được. Ủa vậy hả? Dạ. Tôi suối á, bằng bộ vậy á. À, dạ, ông dạ, sợ. Thôi thật ra không sao, không có chết. Thôi, nói tóm lại là ông cũng xin lỗi con. Tại vì ông cũng lo cái lợi ích của ông quá rồi. Ông ép con làm hơi quá đáng, xin lỗi nghe. Ông, vậy là cuối cùng ông cũng cho con về quê lo đám cưới đúng không ông? Ừ. Dạ, cảm ơn ông. Tám, con cảm ơn Tám. Không có gì, đám cưới vui vẻ ăn. Dạ. Có mời Tám không? Tám này hỏi kỳ, đám cưới của con làm sao thiếu ông với Tám được? Ừ, cũng giống như công chuyện này sao thiếu con được. Anh nữa hả? Không phải ông nói vậy thôi. Con bé Ngọc đó hả? Dạ. Ủa sao tự nhiên nay nó liên lạc với con vậy? Thôi nó mới về. Trời ơi. Ở đâu mà nó mới về? Thì lúc mà học xong một cái là nó may mắn nha. Nó được đi qua nước ngoài làm việc.